Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm hiện đang có bộ rút 105 đời 5008 ạ. Bộ này có giá ship về Việt Nam là 9.500.000 ạ. Dạ, em xin đi vào quay từng chi tiết. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra bộ rút ạ. Dò dĩa 105 đời 5008, 50, 34 ạ. Dò dĩa cũng có chày. Năm 2008 của Nhật sản xuất ạ. Ngàm tháng 105, 5008 ạ. Ngàm tháng thì còn rất đẹp ạ. Đây em lấy ra quay thấy rõ hơn. Một lên năm, 11 clip. Bên trong còn sáng, còn đẹp ạ. Tay lắc 105, 5008 ạ. Tay lắc cũng có chày nhẹ ạ. Bên trong tay lắc này còn tốt ạ. Tay lắc có chày như vậy ạ. Độ đàn hồi còn tốt ạ. Cái này cũng có chày nhẹ ạ. Bên trong này còn rất đẹp ạ. Thái độ đàn hồi còn tốt ạ. Cụ đề cũng có chày ạ. Cụ đề bên ngoài có chày nhưng vẫn còn tốt ạ, còn sử dụng tốt. Gạt dĩa còn tốt ạ.
Dạ, vậy là bộ gấp 105 đời 5008 này gồm có hai tai lắc, gạt đĩa, cù đề, líp và hai ngàm thắng, một giò dĩa à? Dạ, bộ này em ship về đến Việt Nam của mình, giá là 9.500.000 ạ. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.